Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nam Thành Đô. Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một mẫu nhà mà Nam Thành Đô thực hiện thiết kế cho gia đình chị Hó ở Quảng Ninh. Theo quy trình, mong muốn của gia đình muốn hợp tác thiết kế với Nam Thành Đô, nên chúng tôi đã có mặt tại gia đình chị để tiến hành khảo sát, đo đạc đất, đo phong thủy hợp với gia chủ, lắng nghe mong muốn công năng mà gia đình chị muốn có, và tiến hành ký kết hợp đồng thiết kế cho gia đình. Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng, bên Nam Thành Đô sẽ tiến hành thiết kế, trong thời gian thiết kế sẽ chỉnh sửa đúng với nhu cầu sử dụng của gia đình và tiến hành bàn giao hồ sơ thiết kế theo đúng quy định. Hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D mà Nam Thành Đô chúng tôi phác thảo cho gia đình chị Hó. Căn nhà của chị là căn nhà vườn cấp 4, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với hệ mái Nhật, giúp cho công trình thêm tươi sáng, trẻ trung và năng động hơn. Kiến trúc mái Nhật cách tân được đánh giá cao bởi hệ thống mái độc đáo và phù hợp với điều kiện thời tiết của nước ta. Ngôi nhà tạo dựng bởi kiểu mái nhà này sẽ đem lại không gian sống ấm cúng, hài hòa từ giá trị thẩm mỹ ngoại thất cho tới cách thiết kế đồng bộ với nội thất trong nhà. Với rất nhiều những ưu điểm nổi bật bên trên thì chắc chắn có rất nhiều chủ đầu tư muốn được áp dụng mái Nhật cho công trình nhà ở của mình đúng không nào? Di chuyển từ sân thì chúng tôi bố trí 5 bậc thềm được lát bằng gạch granite, tạo nên không gian sống tươi trẻ, đẳng cấp cho ngôi nhà, cũng như giúp cho ngôi nhà luôn sạch sẽ khang trang sang trọng hơn và bền đẹp theo thời gian. Điểm nhấn của căn nhà là hai trụ lớn, được sơn màu trắng, kết hợp với đường chỉ ngang trông rất hiện đại và khỏe khoắn, giúp ngôi nhà thêm vững chãi và phù hợp với cấu trúc của căn nhà. Đế cột cũng như đế nhà được kiến trúc sư sử dụng gạch thẻ màu xám, giúp làm điểm nhấn cho căn nhà, đảm bảo vệ sinh và chống rêu mốc cho ngôi nhà của gia chủ. Phần cổ mái được Nam Thành Đô thiết kế sơn màu xám để phù hợp với căn nhà, làm tổng thể ngôi nhà được hài hòa hơn. Gia đình chị Hó yêu thích sự hiện đại nên chúng tôi sử dụng hệ cửa chính và cửa sổ của căn nhà là hệ nhôm kính túi nâu, rất sang trọng và bắt mắt, giúp điều hòa không khí, dễ hấp thụ ánh sáng, đón gió được tốt hơn, giảm chi phí khi xây dựng và tạo view cho tổng thể của ngôi nhà. Ngoài ra cửa nhôm kính có tuổi thọ trung bình cao, cửa nhôm kính được chúng tôi bố trí rất hài hòa với nền tường màu trắng, rất hài hòa và cân đối. Nhìn từ trái sang, căn nhà của anh chị trông thật lộng lẫy, chúng tôi không quên thiết kế cho gia đình chị một cửa phụ phía bên trái nhà, giúp gia đình chị thuận tiện trong sinh hoạt và giúp tổng thể ngôi nhà thêm hoàn hảo hơn. Xung quanh ngôi nhà, chúng tôi cũng bố trí khá là nhiều chậu cảnh để giúp gia đình anh trồng những cây hoa nhỏ, tạo không gian sống xanh và trong lành. Hệ thống điện ánh sáng cũng được Nam Thành Đô thiết kế một cách đối đa, toàn bộ căn nhà được chúng tôi bố trí hệ thống ánh sáng rất là lung linh, huyền ảo, giúp căn nhà rất đẹp vào ban ngày cũng như vào ban đêm. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với phần mặt bằng công năng của căn nhà này. Căn nhà cấp của chị Hó có diện tích xây dựng là 12,2m x 13,3m. Nhìn tổng quan, căn nhà được kiến trúc sư Nam Thành Đô thiết kế khá là hoàn hảo và công năng vô cùng hợp lý với một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, một phòng ăn, hai nhà vệ sinh, một khu giặt phơi và sân rửa. Bước từ sảnh chính vào là phòng khách. Phòng khách có diện tích 22,2m². Phòng khách được chúng tôi thiết kế một bộ bàn ghế sofa kèm một lam kệ TV. Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình cũng như là nơi đón tiếp bạn bè của chủ nhà. Đối diện với phòng khách là phòng thờ. Phòng thờ được Nam Thành Đô thiết kế với diện tích 8,2m² và được đặt theo đúng hướng phong thủy với gia chủ. Tiếp đến là 4 phòng ngủ. Phòng ngủ 1 có diện tích 14,7m². Phòng ngủ 2 có diện tích 14m². Phòng ngủ 3 có diện tích 11,6m². Phòng ngủ 4 có diện tích 11,5m². Tất cả phòng ngủ được chúng tôi thiết kế đầy đủ giường, tủ, rất hợp lý. Phòng ngủ 1 chúng tôi thiết kế thêm một nhà vệ sinh riêng để phù hợp sinh hoạt của gia chủ. Vào sâu trong là phòng bếp ăn. Khu vực này có diện tích là 24,2m². Khu vực bếp khá là rộng vì là nơi thành viên gia đình gặp nhau đông đủ nhất. Với hệ bếp chữ L này, chúng tôi cũng thiết kế một bếp, một bồn rửa, tủ lạnh và thêm một bộ bàn ăn, đầy đủ nội thất. Cửa phụ của căn nhà được chúng tôi thiết kế cạnh phòng bếp, giúp hấp thu ánh sáng, giúp căn nhà thêm thoáng đãng và phục vụ đi lại và sinh hoạt cho cả gia đình. Tiếp theo đó là một nhà vệ sinh chung kèm tắm với diện tích 4,3m². Phòng này chúng tôi thiết kế đầy đủ bồn rửa, bồn vệ sinh và dụng cụ tắm. Sau cùng là khu giặt phơi và sân rửa với diện tích là 5m², được thiết kế phía trái nhà, rất phù hợp và rộng rãi. Các bạn vừa tham khảo mẫu nhà mà nhà đẹp Nam Thành Đô đã thiết kế cho gia đình chị Hó ở Quảng Ninh. Bây giờ mời các bạn tìm hiểu kênh YouTube và website của chúng tôi. Xin giới thiệu với các bạn kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà, nhà biệt thự, nhà 2 tầng, nhà vườn cấp 4 hay nhà ở kết hợp kinh doanh.
hoặc các bạn vào trang website nhadepnamthanhdo.com để được xem những mẫu nhà đẹp nhất của Nam Thành Đô và chọn cho mình mẫu nhà phù hợp với kinh tế của mỗi gia đình nhé. Và quý vị cũng đừng quên like và bấm theo dõi để không bỏ lỡ những căn nhà đẹp tiếp theo. Nếu các bạn muốn thiết kế nhà, vui lòng liên hệ vào số hotline 0972 996865. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.